sẵn. Bấm mấy chỗ này gấp hay thế nào đấy? Ừ. Ồ, đây, anh ngửa cái trắng lên lôi ra. Ừ, lôi ra. Nó có cái nút gì đấy. Nút này gì? Nút đấy là từ chỗ. Đấy, đúng không? Đấy, nó có cái nút. Nút đây, nút, nút trên này. Ấn vào rút ra hay nó rút vào nhỉ? Quyền mẹ em ấy. Đồ linh kịch vào đây anh em ạ. À, đây là cái tứ vứt mẹ đâu rồi. À, tôi xuống cô em nó về rồi, xách một túi về rồi, 6 con nữa rồi, 7 con nữa rồi. Đây, xuống tranh thủ ăn thêm một tí nữa. Thế là túi cá này là túi cá thứ ba. Túi cá thứ ba được 4 con thôi. Kim, ông đi mua kim mới tinh. Yeah. Đây cả cái túi này của nó đây. Cho mẹ túi thuốc muỗi vào này. Em mua cho nó 2 cái. Lúc chiều mới mua thì cứ đút tất vào đấy, mai cái gì của em lấy. Phao đấy. Nói mình trộn mồi cũng dã dã man nhỉ. Không mình chia được 3 con. Con nếu mà mình giật cố lúc nếu. Tầm vẫn dã man này các bạn. Ừ đấy. Nhiều lắm. Lắm muỗi lắm, đéo ngồi được. Chai đây là túi thứ tư đây anh em, những cái con trôi to hết. Yeah. Túi thứ tư à, quên, túi thứ ba chứ, túi thứ ba được 3 con, à, túi thứ ba được 4 con, túi đầu tiên được 6, túi thứ hai được 7, túi thứ ba được 4, 6, 7, 10, chính xác 17 con, hôm nay được 17 con, còn chưa tính bông. Cái túi lúc chiều nó có cái phao đỏ trên này. Đấy, đây là túi thứ ba. Thôi đeo thấy đâu, về đi.